em đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về một cọng hành tươi anh em ạ. Cọng hành tươi nha. Ok, mình sẽ chuyển góc hơi chênh chênh ra một chút cho anh em nhìn rõ. Cọng hành tươi nha anh em. Tươi. Tươi nha. Ok. Chắc là vì hôm nay gọi là nhà mình gọi là mọi người đi vắng hết rồi anh em. Có ông anh mình, ông cũng vừa dắt xe ông ấy đi đâu ấy anh em. Nhà chả còn ai, mình còn mỗi cọng hành tươi. Một lát nữa mình sẽ nấu mì tôm anh em ạ. Một lát nữa mình sẽ nấu mì tôm. Mà anh em biết đấy, mì tôm ăn với hành rất là ngon nhá. Ăn với hành rất là ngon. Cực ngon luôn đi anh em ạ. Ăn với hành rất là ngon luôn. Không phải suy nghĩ gì hết anh em. Ok, ăn với hành quá ngon. Ok anh em. Anh em có nhìn thấy mấy con gà đằng sau mình không? Nó đang rất là có biểu hiện gọi là thèm hành anh em, thèm hành. Mình chỉ còn lại mỗi một cọng hành để tí lố mì tôm thôi, buồn ghê. May mà còn có hành lấu mì tôm anh em để mà ăn anh em ạ, chứ không có ăn mì tôm không. Buồn lắm, dạo này không có tiền. Cả nhà đi vắng hết rồi anh em. Đi vắng thì chả có ai nấu cơm cho mình ăn. Để ăn mì anh em ạ. Anh em, cọng hành tươi nha. Ngoài trời đang rất là mưa anh em ạ, rất là mưa. Thời tiết thì ẩm ướt. Dạo này mưa gió suốt anh em, buồn lắm, thực sự rất là chán luôn đấy. Thời tiết. Mưa gió ăn mì tôm kể ra thú vị chứ anh em nhỉ? Anh em có thấy thú vị không? Mình thấy cũng khá là thú vị anh em. Mà nhắc đến mì tôm mình quên mất chưa mua mì anh em. Mình chỉ có mỗi hành trên tay thôi anh em. Có khả năng tí mình phải đi ra cửa hàng tạp hóa gọi là ứng tạm hay gọi là vay anh em. Vay bà chủ đấy một cái mì về ăn.
thêm là có khả năng thì mình phải phi ra chợ anh em, mua đấy vài quả ớt tươi về cắt vào bánh mì ăn cho ngon anh em. Quên mất giờ mình nghĩ là ớt tươi, ăn mì tôm mà có hành mà không có ớt thì đúng là vứt. Hành này rất là nhiều nhiều gọi là những thứ rất là đặc biệt đấy nhỉ, rất nhiều dâu ở phía bên trên, dâu màu vàng anh em, rất là thơm luôn, ngửi rất là thơm, quá là thơm luôn đi anh em. Ok anh em, có khả năng mình xin phép gọi là kết thúc video tại đây thôi. Giờ mình trời sắp tối rồi anh em ạ, mình phải ra chợ rồi, mua ít ớt xong rồi rẽ qua cửa tạp hóa vay vay tạm bà chủ gói mì tôm anh em ạ, về úp mì trong ăn thôi anh em ạ. Tranh thủ lúc trời còn đang gọi là hơi mưa mưa một tí thì đi thôi anh em ạ, lúc nó mưa to mình không đi được. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, anh em nhớ like và chia sẻ giúp mình nhé, cảm ơn anh em.